Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Phong thủy cho mọi nhà hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách đặt những vật này trong nhà. Gia chủ đang nghèo cũng nhanh chóng đổi vận phát tài. Thứ nhất, cốc ba chân ngậm tiền vàng. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu bạn muốn gia chủ có thể hút nhiều tài lộc vào nhà bằng cách sử dụng cốc ba chân ngậm một đồng xu trong miệng sẽ giúp cho gia đình bạn trở nên giàu có. Cốc ngậm tiền vàng vốn là một vật linh tốt lành, sẽ giúp mang lại may mắn vào nhà gia chủ trở nên phát tài. Khi gia chủ đặt cốc tài lộc, gia chủ có thể đặt ở bất kỳ góc nào đối diện với cửa trước của nhà, sẽ có kết quả tốt cho sức khỏe gia chủ. Bạn nên đặt hai con cốc, trong đó một con hướng ra ngoài để thu tiền và một con quay vào trong để mang tiền vào nhà. Thứ hai, cây kim tiền. Trong phong thủy thì cây kim tiền chính là biểu tượng của sự may mắn. Đặc biệt với những cây lá có hình khá giống với trái tim và mùi thơm mát, kim tiền là loại cây tốt lành. Bạn có thể lựa chọn đặt ở trong nhà mình để hút tài lộc. Khi đặt cây kim tiền cũng có thể được đặt ở phía đông hoặc nam, sẽ tốt cho phong thủy trong nhà, giúp cho gia chủ phát tài, dễ dàng thăng tiến. Bạn cũng có thể có những cây này trong phòng khách hoặc trong văn phòng của bạn, nhưng không bao giờ nên đặt chúng trong phòng ngủ hoặc phòng tắm của bạn. Thứ ba, kho báu vàng, lọ phong thủy. Theo phong thủy, nếu bạn muốn hút tài lộc vào nhà, gia chủ có thể tự tay làm một kho báu vàng trong nhà để đón nhận vận khí may mắn chảy vào nhà. Khi bạn đặt kho báu theo phong thủy này sẽ mang đến một nguồn tài lộc dồi dào, và nếu bạn đặt ở khu vực sinh hoạt chung, nó sẽ giúp thu hút nhiều của cải và vận may tới cho gia đình bạn. Khi đặt kho báu, bình phong thủy, bạn hãy giấu kín chiếc lọ phong thủy này trong phòng ngủ hoặc trong tủ. Vận khí tốt dễ tăng lên, nhưng bạn đừng bao giờ để lọ phong thủy này ở đối diện với cửa trước, vì điều này tượng trưng cho sự giàu có của bạn đang cạn kiệt, dễ mất lộc. Đặt kho báu hút tài lộc. Thứ ba, thứ tư, cá rồng phong thủy. Cá rồng là một loài cá quý, mang tới nhiều may mắn trong phong thủy, là biểu tượng cho sự giàu có, may mắn và hạnh phúc. Nếu bạn muốn thay đổi vận mệnh của mình, hãy thử nuôi một chú cá rồng. Sẽ hút may mắn vào nhà, khiến gia chủ của bạn dễ dàng thăng tiến phát tài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.